Red Bull còn được biết đến với cái tên quen thuộc là Bò Cụn, là thương hiệu nước tăng lực nổi tiếng đến từ xứ sở Chùa Vàng. Ít ai biết rằng ban đầu ông cha Leo tạo ra loại nước này để phục vụ cho những người dân lao động bình thường. Chỉ đến khi cái bắt tay lịch sử giữa ông cha Leo và ông Matejic xảy ra, thì hành trình chinh phục thế giới của thương hiệu Red Bull mới chính thức bắt đầu. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Red Bull, ông trùm nước tăng lực và cái bắt tay làm nên kỳ tích. Tiền thân của Red Bull. Charles Yuvithia sinh ngày 17 tháng 8 năm 1923, là con trai của một người Hoa nhập cư sang vùng quê Ban Khao Trang ở Thái Lan sinh sống. Giữa những năm 1950, khi đó ông chỉ mới hơn 20 tuổi, quyết định từ bỏ vùng quê nghèo khó để đến thành phố Bangkok kiếm sống bằng nghề bán dược phẩm. Đến năm 1956, ông đã thành lập được công ty của riêng mình mang tên TC Pharmaceutical Industries, chuyên sản xuất thuốc kháng sinh. Sau này, ông Charlie nhận thấy được tiềm năng của nước tăng lực bởi bản thân ông cũng cần đến chúng mới có thể giữ được sự tỉnh táo để giải quyết công việc. Lúc bấy giờ, nổi bật nhất trên thị trường nước giải khát Thái Lan chỉ có nước tăng lực Nhật Bản Lipovitan D. Không chần chừ quá lâu, ông Charlie bắt tay vào nghiên cứu công thức của Lipovitan D và chế tạo ra loại nước tăng lực riêng với thành phần là caffeine cùng với một loại amino acid được gọi là taurine, một loại carbon hydrate gọi là glucuronolactone và các vitamin tan trong nước thuộc nhóm B như B1, B2, B6. Những chất này được cho là giúp cơ thể sảng khoái và tăng cường sự trao đổi chất. Thức uống này có mùi vị ngọt, đồng thời phù hợp với người dân xứ Chùa Vàng hơn. Ông đặt tên cho nó là Krating Daeng, có nghĩa là Red Bull trong tiếng Anh. Ngay từ đầu, ông Charlie đã xác định Krating Daeng là thức uống dành cho khách hàng nội địa. Chính vì vậy nên logo của lon nước, ông Charlie cũng khéo léo chọn hình ảnh hai chú bò đối đầu nhau, làm gợi nhớ đến các trận đấu bò quen thuộc ở quê hương của ông. Tự biết lượng sức mình, ông Charlie không mơ tưởng thương hiệu nước tăng lực của mình có thể cạnh tranh được với các loại nước uống khác trên thị trường, nên chỉ tập trung chủ yếu phục vụ đối tượng là dân lao động nghèo. Cái bắt tay định mệnh. Trong khi ông Charlie vừa chế tạo ra một loại thức uống tăng lực mới tại Thái Lan, thì ở trời Âu, một doanh nhân người Áo tên Dietrich Medeiros đang cảm thấy nhàm chán với việc kinh doanh của mình. Dietrich Medeiros sinh ngày 20 tháng 5 năm 1944. Ông tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Vienna với tấm bằng tiếp thị. Ông từng làm việc cho tập đoàn Unilever, nhưng sau đó chuyển sang Blendax của Đức. Khi ấy, Medeiros và công ty sản xuất thuốc đánh răng Blendax mà ông đang làm giám đốc kinh doanh gần như không ai biết đến. Hàng ngày, ông phải đi vật vã nhiều nơi trên thế giới để tiếp thị sản phẩm của mình trong vô vọng. Một ngày của năm 1982, Medeiros ngồi chơi trong sảnh chờ tại khách sạn Mandarin Oriental ở Hồng Kông, lật dở tạp chí Newsweek để tiêu khiển. Ông ta tình cờ để mắt đến danh sách những người Nhật Bản đóng thuế nhiều nhất cho chính phủ Nhật Bản và đọc thấy cái tên ông Taisho, chuyên sản xuất một loại đồ uống tăng lực rất được ưa chuộng ở Nhật Bản nhưng lại gần như vô danh trên thị trường Tây Âu. Medeiros nghĩ rằng có thể làm được những gì mà ông Taisho đã làm được ở Nhật Bản. Thực tế sau này đã cho thấy Medeiros không chỉ làm được mà còn làm tốt hơn cả ông Taisho. Như vậy, ý tưởng thương mại hóa một đồ uống tăng lực trên khắp thế giới đã được hình thành ở Hồng Kông. Nhưng mãi cho đến năm 1986, Dietrich Medeiros mới tình cờ biết được Krating Daeng trong thời gian ghé thăm Thái Lan. Ông đã liên lạc với ông Charlie bàn về kế hoạch hợp tác đưa sản phẩm nước tăng lực này ra các thị trường nước ngoài, mà đầu tiên là ở quê hương Áo của ông. Sau đó cả hai bắt tay thành lập công ty Red Bull GmbH. Khởi đầu gian nan. Đầu tiên, Medeiros đề xuất đổi tên Krating Daeng sang thành Red Bull và góp ý thay đổi một vài thành phần trong sản phẩm để phù hợp với thị hiếu cũng như khẩu vị của người tiêu dùng quốc tế hơn. Nhờ ý kiến đóng góp của nhà tiếp thị người Áo mà các lon nước tăng lực mới có được diện mạo mới là sự kết hợp giữa hai màu xanh dương và bạc vô cùng bắt mắt nhưng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống mang đậm chất Thái Lan như logo hai con bò đối đầu nhau. 3 năm đầu, Medeiros phải trải qua vô vàn những khó khăn, từ khâu xin giấy phép tại châu Âu, một thị trường nổi tiếng khó tính, đến kết quả khảo sát tệ hại từ người tiêu dùng. Đa phần người Áo cho rằng thức uống này quá ngọt và họ hoàn toàn không sẵn sàng lựa chọn nó. Medeiros đã nhanh chóng tiêu sạch 1 triệu đô la mà cả hai đã hùn vốn ban đầu.
Kết quả kinh doanh tệ hại trong 3 năm đầu tại thị trường Áo khiến cả Madridis và Chaleo chùn chân. Nhưng ông Madridis quyết không từ bỏ. Ông đã bỏ thêm tiền túi của mình để tiếp tục nuôi nấng đứa con đầy tâm huyết của mình. Ông cũng quyết định rằng thị trường Áo quê nhà hoàn toàn không thích hợp để phát triển sản phẩm Red Bull. Từ đó ông mạo hiểm mang sản phẩm của mình đi bán ở các thị trường lớn hơn nữa như Anh, Đức và Hungary. Điên rồ nhưng hiệu quả. Từ sau những thất bại trên sân nhà, Madridis đã định hình lại đối tượng khách hàng một cách rõ nét hơn và đề ra những chiến lược marketing có 102 thời bấy giờ. Trong giai đoạn đầu có thể nói, Red Bull phải đối mặt với hai khó khăn lớn, đó là khái niệm nước uống tăng lực hoàn toàn xa lạ với người tiêu dùng, nên thị trường cho thức uống này còn hạn chế, và thứ hai là chi phí truyền thông cao chót vót vào thời điểm đó. Khi chúng tôi bắt đầu, không có một thị trường nào dành riêng cho Red Bull, nên chính Red Bull sẽ tạo ra thị trường của riêng mình, Madridis nói trên tạp chí Forbes năm 2005. Lúc này, để giành cơ hội tồn tại, thương hiệu đã thực hiện một chiến lược marketing vô tiền khoáng hậu, đó là đánh thẳng vào người tiêu dùng. Khi ấy, người ta thấy từ những chiếc xe với mô hình lon Red Bull khổng lồ tới đội ngũ người mẫu với ba lô chứa đầy những lon Red Bull mát lạnh tại các bữa tiệc, quán ăn, thư viện, bar, tất cả những nơi mà khách hàng mục tiêu thường xuyên lui tới. Điều đặc biệt là các nhân viên tiếp thị còn cố tình để những lon Red Bull rỗng trên nắp thùng rác và trong toilet nhằm tạo ấn tượng với những người xung quanh. Bằng chiến thuật đánh thẳng này, Red Bull lập tức trở thành một chủ đề được bàn tán xôn xao, nhanh chóng lan truyền trong các nhóm đối tượng mục tiêu ban đầu. Không những thế, Red Bull liên tục trở thành tâm điểm khi đứng ra tổ chức những sự kiện làm khán giả thót tim. Điển hình là nhà mạo hiểm Felix Baumgartner bay cao tận 39 km so với mặt nước biển và nhảy tự do xuống mặt đất. Tốc độ rơi tối đa là 1.357,64 km/h, giúp Felix trở thành người đầu tiên phá vỡ bức tường âm thanh mà không cần sự hỗ trợ của bất cứ động cơ nào, phá luôn 2 kỷ lục Guinness. Màn mạo hiểm lịch sử này không thể không kể đến công của Red Bull. Điên rồ mà hiệu quả, đó là những gì mà các chuyên gia về marketing đã mô tả về chiến dịch quảng bá của Red Bull. Nhiều người còn ví von rằng Red Bull là một tập đoàn truyền thông bán kèm sản phẩm nước tăng lực, bởi lẽ Red Bull đã chi ra gần 1/3 doanh thu để tập trung vào tiếp thị và gặt hái được thành quả nhanh chóng. Theo thống kê, vào năm 2017, thì Red Bull đã bán được 6,3 tỷ lon nước ở hơn 160 quốc gia, độc chiếm thị trường nước giải khát ở nhiều nước, trong đó Mỹ chiếm đến 43% sản phẩm tiêu thụ. Tại Thái Lan, công ty Red Bull còn tung ra thị trường những loại nước có tác dụng chăm sóc sức khỏe. Các bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, kênh mới của Team Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn thích và chia sẻ video để ủng hộ nhóm nhé! Tham vọng lấn sân lĩnh vực truyền thông. Với những đường lối tài tình của Madridis, tập đoàn Red Bull hoạt động hiệu quả và đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Không dừng lại ở đó, truyền thông đang là điểm dừng chân mới của Madridis. Cùng với sản phẩm là tờ tạp chí Red Bulletin xuất bản từ ngày 15 tháng 5 năm 2012, đính kèm trong số chủ nhật của các tờ báo nổi tiếng Los Angeles Times, Chicago Tribune, Miami Herald, Houston Chronicle và New York Daily News. Hơn 1,2 triệu bản tạp chí Red Bulletin số đầu tiên đã được phát hành tại Mỹ. Red Bull đã sản xuất các chương trình truyền hình No Limits trên kênh ESPN, phim truyện That's It, That's All, một trang web, các video thường kỳ về các môn thể thao như trượt tuyết, đua xe, lướt ván, leo núi. Kế hoạch này thể hiện tham vọng của Madridis sẽ thay đổi hoàn toàn cách quảng cáo thông thường. Red Bull sẽ tiếp thị qua các sự kiện, các chương trình và các ấn phẩm do chính công ty tự sản xuất và phát hành. Madridis gọi chiến lược này là kế hoạch bành trướng của Red Bull với hy vọng sẽ làm chủ được những kênh tiếp thị, đồng thời tạo ra doanh thu từ lĩnh vực truyền thông. Ông Madridis chia sẻ, mục đích của chúng tôi là phủ sóng thế giới của Red Bull lên mọi nhánh của ngành truyền thông, từ truyền hình đến báo in và cả hãng thu âm mới. Thay vì bỏ tiền ra thuê các đơn vị truyền thông và sự kiện, Red Bull đã biến mình trở thành một công ty marketing thực thụ, tự tay thực hiện những nội dung, chương trình, sự kiện cho các khách hàng thượng đế của mình. Dietrich Madridis, người giàu nhất nước Áo. Tổ hợp Flying Bull gồm 6 chiếc máy bay đủ loại từ trực thăng đến Alpha hay Transport F4U 4 Corsair.
hệ thống nhà hàng 360 Bar, Mayday và Icarus, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của Meritage. Tất cả những thứ này khiến người khác phải choáng ngợp vì phong cách kiến trúc lộng lẫy, vô cùng sang trọng và sự giàu có của Meritage. Ngoài ra, ông còn là chủ sở hữu nhiều đội bóng danh tiếng và đẳng cấp như New York Red Bulls cùng sân vận động riêng, Red Bull Salzburg, Red Bull Brazil và RB Leipzig. Bên cạnh đó, ông còn là chủ nhân của một đội đua NASCAR và hai đội đua công thức 1. Tính đến tháng 6 năm 2019, giá trị tài sản ròng của Medici ước tính khoảng 19,5 tỷ đô la, khiến ông trở thành người giàu thứ 53 trên thế giới và là người giàu nhất nước Áo. Tính đến năm 2019, ông đã 75 tuổi, nhưng với tầm nhìn xa và tính cách năng động, yêu thích công việc, Medici đã tiếp tục đầu tư vào nhiều dự án khác. Chaleo trở thành tỷ phú Thái Lan và nỗi bất hạnh của gia tộc. Nếu Meritage lo lắng về chuyện tiếp thị bán hàng, thì Chaleo là người tập trung chăm lo cho khâu sản xuất. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của Red Bull mà ông Chaleo nhanh chóng vươn lên trở thành giàu thứ 3 tại xứ sở Chùa Vàng với khối tài sản lên đến 5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2012. Giàu có từ hai bàn tay trắng nên ông Chaleo dường như chưa bao giờ bị đồng tiền che mắt. Đến tận ngày hôm nay, ông vẫn được người dân ở Ban Khao Trang nhớ đến với hình ảnh một ông già thường khoác lên mình chiếc áo cũ kỹ, đi khắp nơi trên chiếc xe đạp cà tàng. Thời điểm quê nhà gặp thiên tai, ông Chaleo đã chủ động gửi đến những gia đình gặp nạn nhiều món quà cứu đói, giúp họ vượt qua thời kỳ khó khăn. Bên cạnh đó, ông còn trao rất nhiều suất học bổng cho trẻ em, đồng thời mời dân làng lên Bangkok làm việc cho nhà máy Red Bull nhằm giải quyết vấn đề việc làm cho nhiều thế hệ người dân nơi đây. Nhà sáng lập Chaleo Yuvihias là người theo đạo Phật và ông thích dành thời gian dành cho trang trại của gia đình. Chính vì vậy, dù là tỷ phú giàu có, nhưng ông thường được gọi thân mật là một lão nông. Trong suốt 3 thập kỷ làm việc tại Red Bull, tỷ phú này chưa bao giờ xuất hiện trước báo giới cũng như đồng ý trả lời phỏng vấn của bất kỳ tờ báo nào. Cuối năm 2012, ông Chaleo đã qua đời, để lại nhiều tiếc nuối nơi người dân Thái Lan. Vì sinh thời, bằng tấm lòng nhân hậu, ông đã giúp đỡ rất nhiều người vượt qua khó khăn. Trong mắt họ, ông Chaleo là một vị tỷ phú khiêm tốn và giản dị. Tuy nhiên, con cháu ông thì ngược lại, họ nổi tiếng với lối sống xa hoa trường giả. Danh tiếng của gia tộc Red Bull được ông Chaleo dành cả đời để gây dựng nhưng lại bị hủy hoại trong chớp mắt bởi hậu duệ của ông. Do sinh trưởng trong gia đình giàu nứt vách, họ chỉ thừa kế tài sản mà không thể thừa kế được lối sống khiêm tốn và giản đơn của người đi trước. Giờ đây, nhắc đến người nhà đế chế Red Bull, người ta không khỏi lắc đầu ngao ngán vì hàng loạt scandal. Con trai cả Chalem và cháu đích tôn Vorayut của ông Chaleo từ lâu đã nổi tiếng với lối sống xa hoa, tiêu tiền như nước. Không chỉ vậy, vào năm 2012, cậu ấm người thừa kế gây ra tai nạn giao thông khiến một viên cảnh sát tử vong. Vậy nhưng, cuộc chiến pháp lý đã kéo dài 7 năm vẫn chưa ngã ngũ, khiến người dân Thái vô cùng phẫn nộ, nghi ngờ tên tội phạm dùng tiền để chạy án. Hiện tại, gia tộc Yuvihias gồm 10 thành viên đang nắm trong tay 49% cổ phần của Red Bull. Ngoài ra, con trai của ông Chaleo còn nắm thêm 2% cổ phần nữa. 49% cổ phần còn lại nằm trong tay của ông Matejic. Tuy nhiên, khác với ông Matejic, thì gia tộc Yuvihias đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người kế nghiệp xứng đáng. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!